Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 4245, truyền thừa chi địa. Lúc này thông qua quyển trục truyền thừa mở thông đạo truyền tống, tuy không thể trực tiếp phán đoán ra hoàn cảnh trong truyền thừa chi địa thế nào, nhưng từ trên ma lực bị nuốt hút điên cuồng trong mật thất là có thể nhìn ra được, độ nồng đậm ma lực của truyền thừa chi địa tương đối thấp. Thậm chí là còn thấp hơn cả ma lực đã sắp bị hấp thu hết trong mật thất hiện tại. Song Thạch Phong chưa nhìn được bao lâu, bên tai lại truyền đến âm thanh nhắc nhở hệ thống Hệ thống, người chơi đã mở thông đạo truyền tống của truyền thừa chi địa, xin người chơi trong 3 phút tiến vào thông đạo truyền tống, bằng không thông đạo truyền tống sẽ tự động đóng lại. Hệ thống, người chơi mở ra nhiệm vụ chuyển chức kiếm nhận thánh giả bậc 4, nội dung nhiệm vụ là tiến vào truyền thừa chi địa đạt được truyền thừa chi lực thượng cổ, phần thưởng không biết. Hệ thống, sau khi người chơi tiến vào truyền thừa chi địa là không thể tiến hành liên hệ với ngoại giới, nếu tử vong trong truyền thừa chi địa người chơi sẽ trực tiếp bị truyền tống ra khỏi truyền thừa chi địa, giảm 5 cấp, linh hồn yếu ớt 3 ngày tự nhiên, xin người chơi quyết định thận trọng. 5 cấp Truyền thừa chi địa này đúng là đủ ác. Thạch Phong cũng nghe mà hơi nhíu mày. Truyền thừa chi địa bình thường xuống tối đa cũng chỉ là 2-3 cấp, lúc này trừng phạt thất bại lại cao tới 5 cấp, đây tuyệt đối là truyền thừa chi địa có trừng phạt cao nhất hắn từng nghe nói. Có điều Thạch Phong cũng không do dự bao lâu, không nói hai lời trực tiếp đi vào trong vòng xoáy đen xì nếu có thể năng hắn cũng không muốn tiến vào truyền thừa chi địa như vậy nhưng nếu từ bỏ tiến vào như vậy sẽ bị nhận định là nhiệm vụ chuyển chức bậc bốn thất bại cần chờ một đoạn thời gian khá dài mới có thể lại làm tiếp đây chính là điều hắn tuyệt đối không muốn dẫu sao hắn trừ sau này phải tham gia hành động bí mật của sương thiên chi kiếm ra thí luyện của thánh long cũng không phải chuyện đùa nếu từ bỏ tiến vào truyền thừa chi địa hắn trong thời gian còn lại cũng chỉ có thể dùng thân thể bậc ba đối mặt với thí luyện của Thánh Long. Chuyển chức bậc bốn đi khiêu chiến thí luyện của Thánh Long là đừng có mơ. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng sông lên, điều duy nhất đáng để vui mừng là quyển trục truyền thừa cấp sử thi có thể cho hắn ba cơ hội khiêu chiến, so với quyển trục truyền thừa cấp ám kim thì có thêm tới hai lần, xác suất thành công là cao hơn rất nhiều. Mà theo Thạch Phong bước vào vòng xoáy hắc ám, Thạch Phong cảm thấy trước mắt tối sầm, có một loại cảm giác trời đất quay cùng đợi cho khi tầm nhìn khôi phục cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn thay đổi chỉ thấy hắn đang ở trong không trung bầu trời là một mảng tâm tối thì không nói khắp nơi đều là đường rạng không gian giống như toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ về phần dưới chân hắn là một vực sâu không đáy ma lực trong không gian quả thực loãng đến tiếp cận bằng không cái này trong nhất thời thạch phong cũng ngây đơ hắn đi từng tới không ít truyền thừa chi địa nhưng chưa từng thấy truyền thừa chi địa như vậy hoặc là nói đây đâu phải là truyền thừa chi địa gì căn bản chính là một thế giới sắp phá diệt nếu lúc này không phải hắn có thân thể ma lực cấp sử thi có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ma lực cực kỳ loãng chỉ sợ sớm đã ngất đi rồi mắt thấy sắp rơi vào vực sâu không đáy thạch phong cũng không dám giữ lại trực tiếp dùng ra tật phong lĩnh vực bắt đầu ngự không phi hành song thạch phong chưa bay được một lúc lại thấy vực sâu không đáy dưới chân tỏa ra sức hút cường đại vô cùng khiến Thạch Phong cảm thấy toàn thân vô cùng trầm trọng, hơn nữa theo thời gian trôi qua cũng càng lúc càng nặng. Không thể tiến hành phi hành thời gian dài à. Thạch Phong nhìn vượt sâu không đáy không ngừng hút hắn xuống, lờ mờ có chút hiểu được quy tắc nơi này, không khỏi lập tức xoay người bay tới vách núi gần nhất. 400 m 300 m 200 m Theo thời gian ngự không của Thạch Phong càng lúc càng dài, áp bức trọng lực phải trọng lực cũng từ 2-3 lần lúc ban đầu biến thành hơn 10 lần, hơn nữa bội số là mỗi giây đều gia tăng hai ba lần khiến tốc độ hạ xuống của thạch phong là càng lúc càng nhanh thì không nói sức khống chế đối với thân thể cũng càng lúc càng khó nhanh lên nhanh lên một chút thạch phong cảm thấy trọng lực càng lúc càng mạnh cũng liều mạng tới gần vách núi vực sâu không đáy mắt thấy cách vách núi còn không đến hai mươi mét hiệu quả ngự không phi hành cũng đột nhiên dừng lại khiến thạch phong giống như một viên thiên thạch rơi xuống vực sâu không đáy hơn nữa tốc độ rơi cũng càng lúc càng nhanh, toàn thân cũng càng lúc càng trầm trọng. Không được, còn rơi xuống như vậy, chỉ sợ không cần chờ đến khi ta rơi xuống đất đã bị trọng lực khủng bố này ép chết rồi, xem ra chỉ có thể liều mạng thôi. Sau khi Thạch Phong rơi hơn 10 giây, đã cảm thấy thân thể vô cùng cực lực, chỉ cần rơi thêm mấy chục giây, hắn sẽ bởi vì trọng lực quá mạnh mà bị ép chết. Lập tức Thạch Phong gian nan từ trong ba lô lấy ra từng viên hàng băng thủ lôi cao cấp, trực tiếp dẫn nổ ở sau lưng rầm 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 tiếng nổ liên tiếp vang lên từng đạo băng nhũ vỡ ra chỉ thấy thạch phong bởi vì sự trùng kích của phát nổ nhiều chỗ bị một tầng băng sương bao phủ thì không nói điểm sinh mệnh lại giảm xuống hơn hai thành có điều thạch phong cũng vì vậy mà cách vách đá gần hơn không ít tuy càng lúc càng tiếp vách núi nhưng sắc mặt của thạch phong lại càng lúc càng trầm trọng bởi vì với tốc độ hạ xuống của hắn hiện giờ nếu va vào vách núi căn bản đừng hòng sống sót trong nhất thời lại thấy tốc độ hạ xuống của Thạch Phong càng lúc càng nhanh, toàn thân trên dưới lờ mờ bắt đầu bắn ra hỏa quang. Mắt thấy Thạch Phong hóa thành một đạo hỏa quang sắp va vào vách đá, Thạch Phong cũng trực tiếp dùng ra thiên long chi lực, trong nháy mắt khiến thuộc tính, phòng ngự, điểm sinh mệnh có được đề thăng trên diện rộng, cường hành rút ra thâm biên giả bên hông đâm về phía vách đá. Dừng lại cho ta! ầm Theo một tiếng nổ vang lên, toàn bộ vách đá không chỉ nổ tung, Thâm nguyên giả cũng thoải mái đâm vào trong tường đá mà trượt xuống, điểm sinh mệnh của Thạch Phong cũng điên cuồng trôi đi. 75% 60% 30% Mắt thấy điểm sinh mệnh cao tới mấy trăm vạn đã giảm xuống tới 50 vạn, Thạch Phong mới chậm rãi ngừng lại, không đến mức bởi vì trọng lực khủng bố mà bị ép chết. Mà theo dừng lại, Thạch Phong cũng thở vào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì hắn xong rồi, may mà có kỹ năng bùng nổ thiên long chi lực này, bằng không tuyệt đối là chết chắc. Có điều nơi này đúng là truyền thừa chi địa sao? Thạch Phong nhìn vực sâu không đáy dưới chân, trong lòng đầy nghi hoặc. Bình thường tuy hoàn cảnh của truyền thừa chi địa không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức giống như vậy, lúc này đừng nói là quái vật, cho dù là một người hoặc là vật có dấu hiệu sinh mệnh cũng không tồn tại, vực sâu vô tận dưới chân thì chính là vách đá xung quanh, nào có bộ dạng của truyền thừa thượng cổ. Nhưng khi Thạch Phong đang tràn ngập nghi ngờ, trong vực sâu không đáy cũng xuất hiện vô số tiếng gầm rú. Chỉ chốc lát sau liền thấy trong vực sâu chui ra mấy đạo thân ảnh to lớn, mà theo mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, cả người Thạch Phong cũng ngây ra. Sao có thể như vậy được? Thạch Phong nhìn chầm chầm mấy thân ảnh to lớn đó, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Bởi vì mấy đạo thân ảnh này không phải gì khác, chính là cự long cực kỳ khó gặp trong thần vực, mà hiện tại mấy con cự long này rõ ràng đã phát hiện ra hắn trong vực sâu không đáy không chờ thạch phong hồi thần ba con cự long đen xì cánh dài tới năm mươi sáu mươi mét đã vung cánh trực tiếp hóa thành từng đạo hắc mang phóng thẳng tới thạch phong hắc ám ấu long cự long đại lĩnh chủ cấp một trăm hai mươi hai điểm sinh mệnh bốn trăm hai mươi nghìn vạn mẹ ơi thạch phong nhìn hắc ám ấu long xông tới không nhịn được mà mắng thầm tuy chỉ là ấu long bậc ba nhưng cự long nhất tộc là chủng tộc đỉnh phong trong thần vực cho dù chỉ là ấu long bậc ba cũng không phải quái vật truyền kỳ bậc bốn bình thường có thể sánh bằng càng đừng nói mấy con ấu long bậc ba phải biết rằng lực lượng như vậy đủ để phá hủy ngân vực thành hiện tại căn bản không phải là người chơi bậc ba đơn lẻ có thể đối kháng thậm chí ngay cả người chơi bậc bốn gặp phải cũng chỉ có nước đi vòng lúc này hắn đang ở trên vách núi thì không nói toàn thân lại phải thừa nhận trọng lực khủng bố sức hành động cho dù là dùng ra thiên long chi lực cũng không bằng một nửa trạng thái bình thường trực tiếp chống lại hắc ám ấu long căn bản chính là chỉ có đường chết lập tức thạch phong từ bên hông rút ra thánh kiếm thí lôi cắm vào vách đá bắt đầu toàn lực dùng song kiếm leo lên vách đá có điều trọng lực khủng bố đến từ trong vực sâu khiến thạch phong muốn nhanh cũng không nhanh được chỉ thấy chưa trèo lên được 20 mươi mét một con hắc ám ấu long đã tới trước người thạch phong long trảo to lớn vỗ tới tốc độ cực nhanh căn bản không thể né tránh điều duy nhất có thể làm được chính là chống đỡ cút cho ta ngay tức khắc lại thấy thâm nguyên giả trong tay thạch phong oanh kích lên trên long trảo trùng kích khủng bố trực tiếp xé nát cả không gian song hắc ám ấu long cũng không nhịn được mà lui hơn 10 mét trong đồng tử màu vàng là vẻ bất khả tư nghị nhìn thạch phong vô cùng nhỏ bé trước mắt là chủng tộc đỉnh phong đại biểu cho hủy diệt trong thần vực ở cùng bậc bị đẩy lui loại chuyện này theo lý mà nói là chuyện căn bản không thể xuất hiện nhưng hiện tại lại đã phát sinh có điều thạch phong đánh lui hắc ám ấu long cũng không biểu hiện ra vẻ hưng phấn gì dựa vào lực lượng tăng mạnh của thiên long chi lực và hiệu quả của thiên long thánh tức hắn trên phương diện lực lượng đích xác hơn xa hắc ám ấu long cấp một trăm hai mươi hai nhưng hắn ở trên vách đá lại ở dưới trọng lực khủng bố trừ bị động ngăn cản công kích của hắc ám ấu long ra thì không làm được chuyện gì khác mà thời gian duy trì của thiên long chi lực chính là vô cùng có hạn nếu không có gia trì thuộc tính của thiên long chi lực hắn muốn ngăn cản hắc ám ấu long là rất khó theo một tiếng gầm của hắc ám ấu long một con hắc ám ấu long cũng từ bên khác chui ra một kích đánh tới thạch phong chỉ thấy còn không chờ thạch phong ngăn cản được mấy lần công kích của hắc ám ấu long hắc ám ấu long lúc trước bị đánh lui cũng há to miệng trực tiếp dùng ra long tức đối với thạch phong đối mặt với long tức của cự long chân chính Thạch Phong đang nghe truyện trên TV audio CV cũng cắn răng tung người nhảy lên, không chuẩn bị chống đỡ nữa. Long tức bậc 3 được sử dụng trong tay cự long chân chính, quy lực chính là tiếp cận một kích bậc 4 đỉnh phong, hơn nữa còn là công kích phạm vi, công kích của vũ khí đơn thuần căn bản là không thể ngăn cản. Tuy dùng ra chiến pháp ma lực cũng có thể chống đỡ được, nhưng ở trong không gian ma lực loãng như vậy, sợ rằng còn không chờ hắn xúc lực xong, long tức đã cắn nuốt hắn rồi. Ầm. Uhm. Ngay tức khắc một đạo hắc ám chi quan nổ ra trên vách đá, toàn bộ vách đá đều bị đánh ra một cái lỗ lớn, mà Thạch Phong vào lúc chỉ mành treo chuông tránh được cũng khó khăn ổn định lại thân thể thật không hổ là Long Tức chân chính vi lực này cho dù là ta dùng ra quan ảnh cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra Thạch Phong nhìn cái hố to lớn trên đỉnh đầu cũng không nhịn được mà kinh thán chỉ một kích mà thôi vách đá đã bị đánh ra một cái lỗ lớn bán kính đạt tới hai ba mươi mét mà trình độ cứng rắn của vách đá này hắn đã tự tay thử qua rồi cho dù có thiên long chi lực gia trì hắn cũng chỉ miễn cưỡng đâm được kiếm vào trong vách đá mà thôi, nếu không có thiên long chi lực gia trì, hắn tối đa chỉ có thể đâm vào nửa thanh. Nhưng mà còn không chờ Thạch Phong bội phục long tức bậc ba của hắc ám ấu long, hai con hắc ám ấu long khác ở trong không trung cũng nhao nhao dùng ra long tức. Hai đạo hắc ám chi quan có thể cắn nuốt tất cả trong nháy mắt bắn về phía Thạch Phong, căn bản khiến Thạch Phong ở trên vách đá không thể né tránh không thể ngăn cản. Có điều Thạch Phong cũng theo bản năng dùng ra tuyệt đối phòng ngự, chặn được hai đạo long tức này nhưng bởi vì long tức đã đánh nát toàn bộ vách đá khiến thạch phong căn bản không có chỗ để đứng chỉ có thể thuận theo vách đá lại rơi vào vực sâu không đáy xem ra là xong rồi thạch phong nhìn vực sâu không đáy dưới chân và ba con hắc ám ấu long đang đuổi tới cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ một vực sâu không đáy siêu trọng lực còn có ba con hắc ám ấu long du đảng độ khó của truyền thừa chi địa này quả thực là chưa từng nghe nói dưới loại độ khó này tự bảo vệ mình cũng không thể, càng đừng nói đi tìm truyền thừa thượng cổ, hoặc là nói truyền thừa chi địa này căn bản chính là treo người chơi chuyển chức. Giống như trên nắp chai mở thưởng viết mấy chữ cảm ơn đã chiếu cố vậy. Mắt thấy thời gian duy trì của tuyệt đối phòng ngự giảm bớt từng chút một, Thạch Phong cũng đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ, trên vách đá đột nhiên hiện lên mấy đạo hoa quang lóa mắt, trong hoa quang lờ mờ mang theo thần uy, khiến linh hồn người ta không kìm được mà run rẩy. Mảnh vỡ truyền thừa thượng cổ à? Thạch Phong nhìn hoa quan trong nháy mắt đã biến mất này, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc và hưng phấn. Vốn hắn cho rằng truyền thừa chi địa này căn bản chính là đùa giỡn người ta, có điều hiện tại xem ra không phải như vậy, tuy hoa quan lấp lánh trên vách đá theo hắn rơi xuống nháy mắt đã biến mất, nhưng thần uy tuyệt đối là không tuyệt đối. Nhiệm vụ chuyển chức bậc 4, nói trắng ra chính là tiến vào truyền thừa chi địa, trong truyền thừa chi địa tận hết khả năng đạt được truyền thừa chi lực, truyền thừa nghề nghiệp bình thường, chỉ cần đạt được khoảng 70% là lắm có thể khiến người chơi tấn thăng bậc 4, truyền thừa đỉnh cấp đại khái khoảng 85%. Hoa quan lấp lánh lúc trước có mấy đạo, chứng tỏ mảnh vỡ truyền thừa khá nhiều, nếu có thể tới được đó, nói không chừng có thể đạt được đủ truyền thừa chi lực cho hắn chuyển chức. Nghĩ đến đây, Thạch Phong cũng lập tức bỏ qua ý định từ bỏ truyền thừa chi địa này, muốn xông vào một lần. Mảnh vỡ truyền thừa của truyền thừa chi địa chính là vô cùng khó tìm, hiện giờ phát hiện mảnh vỡ truyền thừa, Tất nhiên không có lý nào lại từ bỏ. Có điều không từ bỏ thì không từ bỏ, vừa nghĩ tới mấy con hắc ám ấu long trong vực sâu, Thạch Phong lại cảm thấy đau đầu. Nếu là quái vật cấp đại lĩnh chủ bậc 3 khác thì cũng thôi, thậm chí cho dù là quái vật truyền kỳ bậc 4 hắn cũng có nắm chắc nhất định, nhưng cự long bậc 3 thì thật sự là quá khó đối phó. Trước tiên không nói khi xuống vách đá phải đối mặt với ba con hắc ám ấu long, cho dù đối mặt với một con hắc ám ấu long sợ rằng hắn cũng không kiên trì được bao lâu đã bị hắc ám ấu long tiêu hao chết rồi, dẫu sao trọng lực trong vực sâu quá mạnh, một thân thực lực của hắn ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được. Đồng thời cũng không có điểm hạ chân để né tránh, độ khó đối kháng né tránh không phải là nhỏ chút nào. Không đúng. Nếu ta có thể làm ra đủ nhiều chỗ đứng, với hiệu quả của Thiên Long Thánh Tức cũng chưa chắc đã không thể thành công đối kháng ba con hắc ám ấu long đó khi rơi xuống thạch phong đột nhiên nghĩ tới huyệt động to lớn trên vách đá lúc trước bị hắc ám ấu long đánh ra tuy hệ thống thiết lập là một vực sâu không đáy nhưng vách đá không phải không thể phá hoại nếu hắn có thể làm ra một con đường đủ rộng trên vách đá ngăn cản ba con hắc ám ấu long cũng không phải là nằm mơ nghĩ đến đây thạch phong cũng không chờ mình bị trọng lực của vực sâu không đáy gia tăng thêm một bước rồi ép chết trực tiếp từ trong ba lô lấy ra quyển trục truyền thừa cấp sử thi bắt đầu lại chiêu chiến truyền thừa chi địa này. Trong vực sâu không đáy theo Thạch Phong sử dụng quyển trục truyền thừa, ngay tức khắc trước mắt trực tiếp hóa thành một mảng hắc ám, giống như tất cả giống như lúc ban đầu ở trong mật thất hạch tâm tiến vào vòng xoáy hắc ám vậy, thân thể có một loại cảm giác trời đất quay cùng không sao diễn tả được. Quyển trục truyền thừa là chí bảo được các thế lực siêu cấp trong thần vực đều tôn sùng, thậm chí không tiếc nguyện ý dùng tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết để trao đổi, chính bởi vì có thể cấp cho người chơi thêm cơ hội khiêu chiến hiệu quả này nhìn thì không có gì to tát, nhưng đối với chuyển chức bậc 4 của người chơi mà nói, lại giống như thần kỹ. Bởi vì truyền thừa chi địa bình thường chỉ có thể cho người chơi khiêu chiến một lần, chỉ cần tử vong sẽ bị trực tiếp truyền tống ra khỏi truyền thừa chi địa, đợi cho người chơi lại tìm thấy truyền thừa chi địa, đã là một truyền thừa chi địa khác, giống như là một người không thể hai lần cùng ở trên một con sông vậy. Trong thần vực truyền thừa chi địa bậc 4 không có thuyết lập lại, truyền thừa chi địa mà tất cả người chơi tiến vào đều là mới, căn bản sẽ không cho người chơi kinh nghiệm khiêu chiến lặp lại. Mà đối với người chơi mà nói, có thể thu hoạch một lượng lớn kinh nghiệm và không có kinh nghiệm từ truyền thừa chi địa, xác suất thành công đối với chuyển chức của người chơi chính là một trời một vực. Bởi vì vậy các thế lực siêu cấp thậm chí không tiếp dùng tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết để trao đổi quyển trục truyền thừa. Theo người chơi bình thường thì giao dịch này có chút ngốc nghếch, nhưng chênh lệch của bậc 3 và bậc 4 lại khác biệt một trời một vực. Hơn nữa sẽ theo cấp bậc đề thăng mà chênh lệch càng lúc càng lớn, bởi vì khái niệm kỳ ngộ mà hai bên sau này đạt được là hoàn toàn khác nhau, càng đừng nói là chênh lệch của thuộc tính bản thân. Mà sau khi hắc ám trước mắt Thạch Phong kéo dài một thoáng, cũng lại xuất hiện ở vùng trời truyền thừa chi địa lúc ban đầu hắn tiến vào, bắt đầu rơi xuống trong vực sâu không đáy dưới chân, tất cả kỹ năng ma pháp toàn bộ được reset, tất cả giống như là đảo ngược thời gian vậy. Tốt thạch phong nhìn thấy tất cả kỹ năng kèm theo trên vũ khí trang bị đều giống như lúc mới vào cũng ngay lập tức dùng ra tật phong lĩnh vực ngự không phi hành trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang lao về phía vách đá ở xa xa lần trước bởi vì quan sát truyền thừa chi địa lãng phí không ít thời gian trong không trung dẫn tới khi dùng ra ngự không phi hành đã phải thừa nhận trọng lực cực lớn không chỉ khiến hành động của bản thân biến thành có chút chậm chạp trên tốc độ di chuyển cũng chậm đi rất nhiều mà lần này trong nháy mắt rơi xuống đã dùng ngự không phi hành, tốc độ di chuyển là nhanh hơn lúc trước gấp đôi, chỉ cần không tới 15 phút đã tới trước vách đá thì không nói, còn lưu lại được thời gian phi hành khá dài. Phá cho ta. Thạch Phong trực tiếp dùng ra chiến pháp ma lực quang ảnh đối với vách đá trước mắt. Lập tức trong không trung hiện ra một thanh hư ảnh đại kiếm, chém xuống vách đá. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, vô số đá vụn bay ra có điều thạch phong trong một giây tiếp theo cũng sững sờ chỉ thấy vách đá dưới công kích của hư ảnh đại kiếm vỡ ra một lỗ hổng cao bằng một người miễn cưỡng có thể khiến để một người đứng ở bên trong uy lực của quan ảnh bị suy yếu nhiều như vậy à thạch phong nhìn vết nứt trên vách đá mà nhíu mày đây đã là một kích toàn lực của hắn so sánh với uy lực mà hắn dự đoán thì quả thực là yếu đi quá nhiều đừng nói uy lực truyền kỳ cao cấp thậm chí ngay cả uy lực truyền kỳ trung cấp cũng miễn cưỡng nếu dùng ra long tức đấu với hắc ám ấu long vậy tuyệt đối là chỉ có đường chết mà thạch phong cũng không dám lãng phí thời gian lại dùng ra quang ảnh đánh một kích tới vách đá một lượt dùng ra bảy tám lần lại thấy hiệu quả của ngự không phi hành đột nhiên biến mất khiến thạch phong ở trên vách đá miễn cưỡng có một chỗ đứng không tồi không đến mức phải đối mặt với công kích của hắc ám ấu long mà ngay cả một chút không gian để né tránh cũng không có có điều khi thạch phong nhìn vượt sâu không đáy phía dưới ngón cái cũng không nhịn được mà dây huyệt thái dương. Tuy tình huống hiện tại so với lần trước thì tốt hơn rất nhiều, nhưng vấn đề vẫn vô cùng ác liệt. Trước tiên không nói phía dưới xuất hiện ba con hắc ám ấu long, chỉ là hắn muốn một đường đào xuống cũng là một vấn đề lớn, hắn dùng ra chiến pháp quan ảnh, Mục kích cũng chỉ là mở ra được một vết nứt cao bằng một người, sâu tới hơn một mét. Mà một đường đi xuống không biết sâu mấy ngàn mét, như vậy chỉ là dựa vào chiến pháp quan ảnh cho dù mở một tháng chỉ sợ cũng không thể tới được khu vực chỗ mảnh vỡ truyền thừa. Tuy cũng có thể dựa vào kỹ năng bùng nổ khiến sức phá hoại tăng mạnh, nhưng kỹ năng bùng nổ là thứ để giữ mạng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì quyết không thể sử dụng, nhất là ở loại địa phương như truyền thừa chi địa này có quá nhiều nguy hiểm không biết, nếu sử dụng quá sớm, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối là sẽ đi đời nhà ma. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp đề thăng quy lực công kích. Thạch Phong trầm tư một lát, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất. Ở truyền thừa chi địa, đạo cụ kêu gọi ngoại vật là không thể sử dụng, dưới tình huống không thể kêu gọi hộ vệ trực thuộc và sinh vật triệu hoán khác, muốn mau chóng đi tới chỗ mảnh vỡ truyền thừa, cũng chỉ có một biện pháp là đề thăng uy lực công kích của bản thân. Nhưng loại chuyện này nói tới nói lui, thực sự muốn đề thăng là quá khó khăn. Chiến pháp ma lực quan ảnh có thể nói là đạt tới uy lực mạnh nhất dưới tình huống không sử dụng thủ đoạn bùng nổ rồi, chiến kỹ cấp thanh đồng căn bản không bằng, mà lúc này nếu chỉ dùng quang ảnh một đường đánh xuống, có mệt chết sợ rằng hắn cũng không đến được chỗ mảnh vỡ truyền thừa, cần phải ở trên uy lực có một biến đổi về chất mới được. Muốn đề thăng uy lực của công kích, trừ khiến thân thể ma lực đột phá cực hạn, chính là khiến chiến pháp ma lực lên cao một bước, nếu thân thể ma lực không có ý tưởng đột phát đột phá trạng thái hoàn mỹ đó, căn bản không thể thể đột phá cực hạn sinh ra biến đổi về chất như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nắm giữ chiến pháp ma lực thứ hai kiếm thánh vệ thôi thạch phong không khỏi cảm nhận ma lực trống trải ở xung quanh một chút trong lờ mờ xuất hiện một tia minh ngộ tuy hoàn cảnh nơi này cực kém thậm chí độ nồng đậm ma lực đã tiếp cận bằng không nhưng đại não của ta lại không vì vậy mà cảm thấy không khỏe điểm này có chút giống với trong cửa truyền thừa chẳng lẽ hoàn cảnh truyền thừa nơi này là để khiến người chơi có thể nắm giữ được chiến pháp ma lực tốt hơn mới sáng tạo ra à càng nghĩ như vậy thạch phong càng cảm thấy khả năng này là đúng sở dĩ truyền thừa chi địa được gọi là truyền thừa chi địa chính là nơi chuyên môn dạy người tới không phải là tuyệt cảnh hoặc là cấm địa dồn người vào chỗ chết mà ma lực thấp không chỉ có thể khiến người chơi cảm nhận được ma lực bản thân tốt hơn để mở khóa thân thể ma lực đồng thời cũng có trợ giúp tương đối lớn với huấn luyện chiến pháp ma lực bởi vì chiến pháp ma lực là phương pháp vận dụng đối với ma lực trong đó chính yếu vẫn là vận dụng ma lực của bản thân cho nên trong hoàn cảnh ma lực thấp, sự quấy nhiễu của ma lực ngoại giới đối với người chơi sẽ giảm đi rất nhiều, có thể cảm ứng và sử dụng ma lực của bản thân. Người chơi sau khi người chơi đạt tới bậc 3, muốn tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 4, trừ mở khóa thân thể ma lực ra, vận dụng đối với ma lực cũng tương đối quan trọng, dẫu sao sự sinh thành của ma pháp lĩnh vực là cần sự vận dụng của người chơi đối với ma lực đạt tới trình độ tương đối mới được. Nghĩ đến đây, Thạch Phong cũng rút ra Thâm Nguyên Giả bên hông, bắt đầu thử chiến pháp ma lực thứ hai kiếm thánh vệ. Đệ nhất kiếm quan ảnh của thánh diệt chiến pháp quan trọng nhất là ma lực hóa hình, độ phức tạp đối với vận dụng ma lực có thể nói là khiến cao thủ hàng đầu cũng cảm thấy tuyệt vọng, cũng là cao thủ nắm giữ vực sau khi nắm giữ ma lực đã đạt tới trình độ nhất định mới có khả năng học được. Về phần đệ nhị kiếm thánh vệ của thánh diệt chiến pháp thì là ma lực thực chất hóa, nếu không nắm rõ quy luật vận chuyển của nguyên tố ma pháp và hiểu biết sâu sắc kết cấu tạo thành nguyên tố ma pháp của vật chất, căn bản là không thể thực hiện được. Lúc trước đối với đệ nhị kiếm thánh vệ, khi hắn ở nghề nghiệp bậc ba là không ôm bất kỳ hy vọng nào có thể học được, dẫu sao cảm tri và vận dụng đối với ma lực đã không thuộc về con người. Có điều hắn hiện tại có được linh hồn ấn ký của thánh tố thôn vệ giả, khiến cảm tri đối với ma lực hoặc là nói thiên phú đối với phương diện ma lực đã có biến đổi về chất, hắn đúng là có nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong nhất thời lại thấy hai mắt khép hờ, Hai tay nhẹ nhàng giơ lên Thâm Viên Giả, trực tiếp dùng ra ma pháp lĩnh vực bắt đầu tận hết khả năng điều động ma lực xung quanh hội tụ tới Thâm Viên Giả trong tay. Theo ma lực xung quanh đều bị hấp thu hết, Thạch Phong cũng đột nhiên mở mắt vung ra Thâm Viên Giả trong tay về phía vách đá trước mắt. Thánh vệ. Trong vách đá sau khi Thạch Phong vung ra một kiếm tiếp theo, ngay tức khắc nơi kiếm quang đi qua đều hóa thành một đoàn liệt diễm đỏ rực. Liệt diễm xuất hiện trực tiếp khiến cho cả không gian đều rung chuyển giống như toàn bộ không gian đều bị hỏa diễm này đốt cháy thành một mảng hư vô chỉ thấy liệt diễm trong nháy mắt đã cắn nuốt vách đá xung quanh ầm uhm. theo một tiếng nổ vang lên vô số đá vụn nổ vỡ không gian vách đá vốn to bằng nửa căn phòng trực tiếp hóa thành không gian bằng một căn phòng nhỏ hơn nửa vách đá xung quanh vô cùng trơn nhẵn giống như bị mài qua mạnh quá thạch phong nhìn một mảng động cuộc đột nhiên trống ra ở trước mắt trong lòng kinh ngạc không sao diễn tả được vốn hắn chỉ muốn thử một lần mà thôi không ngờ thật sự dùng ra được tuy thánh vệ dùng ra lúc này so sánh với kiếm thứ hai của thương lam thánh giả thì kém hơn rất nhiều thậm chí có thể nói là không hoàn chỉnh nhưng uy lực như vậy tuyệt đối tiếp cận truyền kỳ cao cấp rồi có sức phá hoại như vậy hiệu suất đã thông tới mảnh vỡ truyền thừa sẽ đề thăng không chỉ mấy chục lần mà ngay khi thạch phong định lại dùng ra thánh vệ đầu óc lại cảm thấy choáng váng thậm chí có chút đau đớn giống như lúc trước dùng não quá độ vậy Thánh vệ đối với ta hiện tại quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng sao? Thạch Phong cười khổ nói. Tuy một chiêu thánh vệ này đích xác đã dùng ra, nhưng tiêu hao đối với tinh thần của hắn giống như trong nháy mắt dùng ra hơn 10 chiêu chiến kỹ thanh đồng vậy, tiêu hao quả thực là khủng bố. Cứ vậy không cần 3 bốn lần, tinh thần của hắn sẽ tiêu hao hết, hơn nữa đây còn là vì trình độ tinh thần của hắn đạt tới bậc 4, nếu không đạt tới trình độ bậc 4, sợ rằng một lần lúc trước hắn đã phải cường hành ập lai nghỉ ngơi rồi. Mà khi Thạch Phong chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục, suy nghĩ làm thế nào để tận hết khả năng hoàn thiện thánh vệ, giảm bớt tinh thần tiêu hao, vách đá vừa rồi bị Thạch Phong đánh ra một cái lỗ lớn cũng đột nhiên chấn động. Còn không chờ Thạch Phong có phản ứng, vách đá bị nổ nát tứ tán đột nhiên ngưng tụ lại, hình thành một khôi lỗi nham thạch hình người hình thể cao bằng một người, tuôn ra một cổ dao động ma lực khủng bố, trực tiếp khiến tất cả nguyên tố ma pháp trong không gian xung quanh đều bị đóng băng căn bản không thể cho người chơi điều động một chút ma lực ở ngoại giới. Ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, sinh vật phi nguyên tố, đại lĩnh chủ cao đẳng, cấp 121, điểm sinh mệnh 5350 vạn. Sinh vật phi nguyên tố. Thạch Phong nhìn khôi lỗi nham thạch đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì trong ký ức của hắn ở thần vực là không có sinh vật phi nguyên tố gì cả, nếu không phải sinh vật nguyên tố, sẽ trực tiếp đánh dấu là chủng tộc, cự nhân, tinh linh giả thú, ma thú gì đó. Nhưng mà còn không chờ Thạch Phong phản ứng là phát sinh chuyện gì, khôi lỗi nham thạch đã lắc mình xuất hiện ở trước mặt Thạch Phong, hai cánh tay hóa thành lợi nhận nham thạch trong nháy mắt đã phá vỡ không gian, lập tức chính là hơn 10 đạo trảm kích. Tốc độ phản ứng cực nhanh căn bản không phải là đại lĩnh chủ cao đẳng ở ngoại giới có thể sánh bằng, hoàn toàn quái vật truyền kỳ bậc 4. Có điều bản thân Thạch Phong cũng không phải ngồi không, là cao thủ nắm giữ vực, thuộc tính của bản thân hoàn toàn không dưới quái vật truyền kỳ cùng cấp bậc công kích của quái vật truyền kỳ cùng cấp bậc cũng rất khó đánh trúng hắn càng đừng nói là khôi lỗi nham thạch chỉ có tốc độ và phản ứng ở cấp truyền kỳ chỉ thấy thâm nguyên giả trong tay thạch phong hóa thành tinh thần đầy trời kiếm quan luân hồi bùng 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 hơn 10 đạo trảm kích của khôi lỗi trong nháy mắt đã bị đánh văng thì không nói từng đạo kiếm mang đen xì ngược lại cắn nuốt về phía khôi lỗi nham thạch mắt thấy kiếm mang đen xì hạ xuống người khôi lỗi nham thạch ngay tức khắc trong toàn bộ huyệt động của vách đá vang lên tiếng kim loại va chạm lanh lảnh chỉ thấy kiếm mang đánh trúng thân thể khôi lỗi nham thạch không chỉ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì ngược lại thạch phong còn lui nửa bước cánh tay cầm thâm viên giả còn chấn động giống như là chém vào thần thiết vậy đây rốt cuộc là quái vật gì thạch phong nhìn khôi lỗi nham thạch không rụng lấy một sợi tóc thậm chí có thể nói ngay cả điểm sinh mệnh cũng không giảm lấy một chút trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Thâm nguyên giả trong tay hắn chính là ngay cả da của truyền kỳ thượng vị cũng có thể cắt đứt, nhưng hiện tại bổ vào trên người khôi lỗi nham thạch lại ngay cả một vết xước cũng không có thì cũng thôi, ngay cả điểm sinh mệnh cũng không giảm lấy một chút, phòng ngự này quả thực là nghịch thiên. Nhưng mà sự kinh ngạc của Thạch Phong không khiến động tác của khôi lỗi nham thạch dừng lại, vẫn không ngừng tiến hành công kích đối với Thạch Phong. Liên tục chiến đấu mấy phút đồng hồ, động tác của khôi lỗi nham thạch không hề suy giảm và tạm dừng, giống như máy móc không biết mệt mỏi. Về phần hơn trăm kiếm thạch phong chém vào khôi lỗi nham thạch lại là một chút tác dụng cũng không có, thậm chí dùng ra quan ảnh cũng không hề có tác dụng. Vô địch à! Đối với liên tục công kích khôi lỗi nham thạch, thạch phong cũng cảm thấy đau đầu. Vốn hắn đã nhìn thấy hy vọng có được mảnh vỡ truyền thừa, không ngờ phá hoại vách đá lại xuất hiện quái vật như vậy, rõ ràng điểm sinh mệnh chỉ có 5.000 vạn mà thôi, muốn giải quyết chắc là chuyện rất dễ dàng, nhưng lại không gây được thương tổn. Nếu cứ chiến đấu như vậy, không chờ hắn đi xuống thu hoạch mảnh vỡ truyền thừa sẽ bị mệt chết rồi. Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, bất tri bất giác lại chiến đấu hơn 10 phút, tiến hành thử công kích nhằm vào các loại nhược điểm có thể của khôi lỗi nham thạch, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì. Mà Thạch Phong cũng cảm thấy thể lực và tinh thần đang không ngừng nhanh chóng giảm xuống, nếu cứ tiếp tục chiến đấu với thế công như vậy, không có hiệu quả khôi phục bổ sung của ma lực, tối đa chỉ chiến đấu một tiếng là hắn sẽ bởi vì thể lực và tinh thần hao hết mà bị tiêu diệt. Liều mạng Thạch Phong cắn răng, trực tiếp hai tay dơ thâm nguyên giả lên dùng ra thánh vệ với khôi lỗi nham thạch. Nếu còn không được, cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng bùng nổ. Thánh vệ có thể nói là uy lực cực hạn mà hắn trước mắt có thể phát huy ra dưới trạng thái bình thường, nếu vẫn hay là tạo thành thương tổn đối với khôi lỗi nham thạch, cũng chỉ có thể dùng ra loại phương pháp kỹ năng bùng nổ mới có thể vượt qua được lực lượng của thánh vệ. Ngay tức khắc một đạo kiếm quan hiện lên, liệt diễm khủng bố trực tiếp cắn nuốt toàn bộ khôi lỗi nham thạch. ầm uhm. Chỉ thấy khôi lỗi nham thạch bị liệt diễm đỏ trực đánh trúng giống như đạn pháo dính lên vách đá, thân thể nham thạch vốn là không thể phá vỡ cũng xuất hiện từng vết trạng, điểm sinh mệnh cũng giảm xuống với mắt thường cũng có thể nhìn thấy, có tới hơn 370 vạn điểm thương tổn. Hữu hiệu à? Thạch Phong nhìn khôi lỗi nham thạch ngã xuống đất, vô cùng kinh ngạc. Lúc trước dùng ra quang ảnh cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đệ nhị kiếm thánh vệ vừa ra, quả thực là hiệu quả rõ ràng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Phá giá trị cực hạn của phòng ngự. Không đúng, cho dù là phá được giá trị cực hạn của phòng ngự cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả tốt như vậy. Thạch Phong không khỏi lắc đầu phủ quyết loại ý tưởng này. Loại chuyện phá giá trị cực hạn phòng ngự của phòng ngự hắn cũng không phải chưa từng gặp, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyển biến từ 0 đến 370 vạn thương tổn. Hơn nữa cho dù không phá được giá trị cực hạn phòng ngự, bản thân quái vật cũng sẽ chịu thương tổn. Sinh vật phi nguyên tố, che chắn ma lực, thánh vệ. Thạch Phong nhìn khôi lỗi nham thạch lại đứng lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem là có chuyện gì trước mắt tuy hắn dùng thánh vệ đã thương được khôi lỗi nham thạch nhưng một chiêu thánh vệ này hiện tại hắn tối đa cũng chỉ có thể sử dụng hai lần thậm chí có thể dùng thêm một lần nữa là trạng thái tinh thần của hắn sẽ lâm vào uể oải cho nên tình huống trước mắt của hắn cũng không cải thiện được bao nhiêu phải tìm được nguyên nhân gây thương tổn đến khôi lỗi nham thạch bằng không hắn mở ra bùng nổ để chiến đấu cũng chỉ là phí công lãng phí kỹ năng mà thôi lập tức thạch phong lại dùng ra mấy lần quan ảnh với thân thể đã vỡ ra của khôi lỗi nham thạch này mà khôi lỗi nham thạch vẫn giống như vừa rồi không rụng lấy một sợi tóc giống như thân thể xuất hiện vết trạng cũng không ảnh hưởng đến phòng ngự của khôi lỗi nham thạch quan ảnh đã vẫn không có hiệu quả xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác nhìn hai tay khôi lỗi nham thạch lại chém xuống thạch phong vòng tới phía sau khôi lỗi nham thạch điều động ma lực toàn thân bắt đầu rót vào trên thâm nguyên giả giống như là dùng ra thánh vệ có điều ma lực lại ngưng mà không phát, khiến trên lưỡi kiếm của thâm uyên giả bốc lên liệt diễm, chém một kiếm vào sau lưng khôi lỗi nham thạch. Kiếm quang lấp lánh. Chỉ thấy thân thể nham thạch vốn không thể phá vỡ lần này lại bị chân hồng chi kiếm hoàn toàn xuyên qua, trực tiếp lấy đi hơn 160 vạn điểm thương tổn của khôi lỗi nham thạch. Quả nhiên là vậy. Thạch Phong nhìn khôi lỗi nham thạch bị thương, hai mắt không khỏi sáng lên. Thánh vệ có thể tạo thành thương tổn đối với khôi lỗi nham thạch, nhưng quan ảnh lại không được thậm chí ngay cả công kích khiến phòng ngự vỡ ra một chút cũng không được chứng tỏ không liên quan tới giá trị phòng ngự của khôi lỗi nham thạch điểm khác biệt còn lại chính là phương pháp vận dụng ma lực quan ảnh là khiến ma lực hóa hình thánh vệ lại có thể khiến ma lực bùng nổ sau đó khiến ma lực thực chất hóa phát huy ra sức phá hoại to lớn hoặc là nói phá hoại bản chất của vật chất trước mắt tuy hắn không dùng ra thánh vệ nhưng khiến ma lực thực chất hóa đồng thời ngưng tụ ở trên lưỡi kiếm như vậy có thể ở hạn độ lớn nhất giảm bớt tiêu hao trên tinh thần và ma lực, lại vẫn có thể có hiệu quả ma lực thực chất hóa, chỉ là uy lực và quy mô nhỏ hơn thánh vệ rất nhiều, có thể nói là bản đơn giản hóa của thánh vệ. Mà có lần công kích thành công này, Thạch Phong cũng không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp triển khai tấn công điên cùng đối với ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi. Chiến lực của bản thân ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi là kém xa quái vật truyền kỳ bậc 4, thực sự khó đối phó chính là không thể tạo thành thương tổn chỉ cần có thể tạo thành thương tổn, hơn 5.000 vạn điểm sinh mệnh đối với Thạch Phong mà nói căn bản không cần 2 phút là có thể xử lý xong. Chỉ thấy thời gian vừa trôi qua khoảng chừng nửa phút, điểm sinh mệnh của ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi cũng dưới một kiếm cuối cùng của Thạch Phong về không, thân thể nham thạch cứng rắn hóa thành vô số đá vụn phân tán đầy đất. Mà trong nháy mắt ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi tử vong khiến cục kinh nghiệm của Thạch Phong lập tức tăng lên dâng lên thì không nói, một đạo sương đen cũng đột nhiên chui vào ngực Thạch Phong, trước mắt lại xuất hiện từng đoạn hình ảnh vỡ vụn, bên tai cũng vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, người chơi đạt được 5 điểm truyền thừa chi lực, trước mắt đạt tới 0.5% giá trị truyền thừa bậc 4, khi giá trị truyền thừa đạt tới 85% có thể thử mở ra truyền thừa bậc 4. Truyền thừa chi lực Thạch Phong nhìn nhắc nhở hệ thống mà không khỏi kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ kích sát ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi lại có thể đạt được truyền thừa chi lực, như vậy là thoải mái hơn xuống vực sâu thu hoạch mảnh vỡ truyền thừa. Mà theo ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi tử vong không tới một lúc, ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi cũng rơi ra hơn 10 vật phẩm lấp lánh hoa quan lãng lặng bồng bềnh trong không trung, khiến ma lực xung quanh đều bị trục xuất hết. Ma lực lợi hại quá. Nhìn hơn 10 vật phẩm rơi ra bồng bềnh trong không trung, trong lòng thạch phong đầy ngạc nhiên. Vật phẩm rơi ra của quái vật hắn có thể nói là thấy nhiều rồi, ngay cả vật phẩm rơi ra dẫn tới thánh khúc hồi hưởng cũng từng gặp, nhưng vật phẩm rơi ra của ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi lại là lần đầu hắn được thấy trong thần vực. Bởi vì lúc này lấy những vật phẩm rơi ra này làm trung tâm, trong bán kính 50m không có một chút ma lực nào thì không nói, ma lực của bản thân hắn cũng đang không ngừng bị trục xuất, khiến ma lực của bản thân hắn điên cuồng trôi đi. Nếu không phải vì hắn đã mở khóa thân thể ma lực cấp sử thi, lượng ma lực của bản thân là vô cùng kinh người đổi thành người chơi có thân thể ma lực cấp bạch ngân tuy không đến mức trí mạng nhưng cũng sẽ trong nháy mắt ngất đi đối với điều này thạch phong cũng không dám có chút do dự không nói hai lời xông lên muốn thu nạp tất cả vật phẩm rơi ra có điều trong nháy mắt thạch phong chạm đến những vật phẩm rơi ra này trong đầu cũng vang lên một âm thanh nhắc nhở hệ thống hệ thống vật phẩm này là vật phẩm không thể thu nạp có hiệu quả bài xích rất mạnh đối với ma lực nếu thu vào trong ba lô cấp sử thi sẽ có nguy hiểm nhất định, có muốn cường hành thu nạp vào không gian của ba lô cấp sử thi không? Vật phẩm không thể thu nạp. Thạch Phong nhìn một cái, tuy trong lòng rất kinh ngạc, có điều vẫn cường hành cất vào trong không gian ba lô cấp sử thi. Lúc này nếu hắn không mau thu những vật phẩm rơi ra này vào trong ba lô, chỉ là hiệu quả trục xuất ma lực trong bán kính 50 đã đủ để lấy mạng hắn rồi. Theo từng kiện vật phẩm rơi ra được cất vào trong ba lô cấp sử thi, ma lực trong không gian vách đá cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại, khiến Thạch Phong thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, những vật phẩm này quả thực quá quỷ dị, nếu chậm thêm vài giây, ma lực của bản thân ta sợ rằng cũng bị những vật phẩm này trục xuất hết. Thạch Phong ngồi xuống, không khỏi có chút kiên kỵ nhìn 15 kiện vật phẩm rơi ra trong không gian ba lô. Trước đối phó ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi đã rất khoa trương, có thể khiến ma lực trong khu vực bị đóng băng, Khiến người chơi căn bản không thể sử dụng ma lực ở ngoại giới, chỉ có thể dựa vào ma lực của bản thân người chơi để sử dụng kỹ năng ma pháp, đối với người chơi lấy kỹ năng ma pháp làm chủ mà nói chính là rất trí mạng. Hiện tại những vật phẩm rơi ra này càng khoa trương hơn, trực tiếp khiến ma lực trong phạm vi bán kính 50m đều bị xua ra, ngay cả ma lực của bản thân hắn cũng không buông tha, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe nói. Nếu những vật phẩm này để người chơi không thể thu vật phẩm không thể thu nạp gặp phải, Tuyệt đối là chỉ có đường chết. Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, Thạch Phong vẫn không nhịn được mà kiểm tra những vật phẩm này. Khi Thạch Phong sử dụng kỹ năng quan sát để tra xét, cả người lại ngây ra. Bởi vì 15 kim loại rơi ra này cũng không thể bị tra xét, thậm chí cả mở ra toàn tri chi nhãn cũng vô dụng, tin tức duy nhất có thể biểu hiện ra chính là kim loại không biết, chắc là mảnh vỡ của một kiện vũ khí. Mẹ kiếp. Đây rốt cuộc là vũ khí gì, cũng quá trâu rồi chỉ là mảnh vỡ cũng có lực lượng mạnh như vậy những vũ khí cấp truyền thuyết đó chỉ sợ chẳng qua cũng thế mà thôi thạch phong nhìn tin tức toàn tri chi nhãn kiểm tra được trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết trong thần vực ít nhiều chỉ là vì hạch tâm bị hao tổn không thể phát huy ra uy lực vốn có mà thôi nhưng mà một thanh vũ khí đã vỡ thành vô số mảnh đó không phải là tàn phiến gì cả mà là phế rồi nhưng tàn khối trước mắt vẫn có hiệu quả trục xuất ma lực khủng bố như vậy trong vũ khí cấp truyền thuyết hắn đã biết có lẽ không có cái nào trâu đến thế. Mà đối với tàn khối kim loại không biết, Thạch Phong cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cất vào trong không gian ba lô, sau khi ăn uống nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu anh kích vách đá vực sâu. Vách đá đã biết ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi có thể có được truyền thừa chi lực, mà ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi là thứ vì oanh kích vách đá mà ra, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt nhất tiễn xong điều này có điều về sau anh kích vách đá không phải mỗi lần đều xuất hiện ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi. Oanh kích khoảng 3-4 lần mới xuất hiện một hai ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, khiến truyền thừa chi lực đề thăng không nhanh như trong tưởng tượng, hơn nữa bởi vì khôi phục thể lực và tinh thần ở vực sâu không đáy không nhanh, cho dù dựa vào mỹ thực và đồ uống cao cấp để khôi phục, tốc độ vẫn không nhanh. Chỉ có thể miễn cưỡng bắt kịp tốc độ khôi phục trong trấn nhỏ. Cũng may Thạch Phong đã sớm có chuẩn bị đối với truyền thừa chi địa, trước đó đã bảo ưu Úc Phi Tiếu đi thu thập một lượng lớn đồ ăn uống cao cấp, chuyên môn tích trữ trong kho công hội, để cho thành viên chuyển chức bậc 4 sau này sử dụng, cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều, cộng thêm trên người lại có ba lô không gian cấp sử thi. Cho dù không ngừng ăn uống trong truyền thừa chi địa 2 tháng cũng đủ. Mà theo không ngừng oanh kích vách đá và kích sát ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, điểm kinh nghiệm của Thạch Phong không chỉ đề thăng điên cuồng, ngay cả thánh vệ bản đơn giản hóa cũng càng lúc càng thuần thục chỉ là số lượng tàn khối kim loại ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi rơi ra theo không ngừng kích sát cũng càng lúc càng ít đi từ hơn 10 khối ban đầu chậm rãi biến thành mấy khối đến về sau thì chỉ có một hai khối rơi ra thời gian trôi qua thạch phong trong bất tri bất giác đã vượt qua chín ngày ở vách đá vượt sâu thời gian chín ngày khiến điểm kinh nghiệm của thạch phong đề thăng nhanh chóng trực tiếp lên tới cấp 124 nếu không phải vì nguyền rủa của ma thần đã có thể lên tới tiểu môn hạm cấp 125 rồi về phần truyền thừa chi lực cũng tích lũy đến 83%. Cách điểm mấu chốt 85% chỉ thiếu 2% cuối cùng, tàn khối kim loại không biết cũng thu thập được hơn 96 khối. Mà thời gian chính này ở ngoại giới cũng có rất nhiều biến hóa. Bởi vì mộ tâm đặt cọc 50 bình dược tề dinh dưỡng cấp S, Thạch Phong dùng mỗi ngày một bình cũng coi như là miễn cưỡng bổ sung được năng lượng mà đại não cần, khiến tình trạng của thân thể tốt hơn không ít có điều muốn thực sự khôi phục lại, vẫn cần sinh mệnh dược tề mới được. Ngoài ra cho dù một số thành viên đoàn chủ lực của Linh Dực bị lạc trong mê cung thời không cuối cùng cũng từ bên trong đi ra, chỉ là hơn 20 người bọn Hỏa Vũ, Thủy Sắc Sắc Vi, Bạch Kinh Tuyết bởi vì nửa đường đi đường khác với những người này, hiện tại vẫn bị nhốt trong mê cung thời không mà không biết. Mà rất nhiều thành viên của đoàn chủ lực Linh Dực trở về, cũng lập tức khiến Linh Dực vốn bi thế đang thịnh biến thành như hổ thêm cánh không ngừng công đánh rất nhiều phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn và phó bản đoàn đội cỡ lớn, khiến tài liệu phó bản đoàn đội trong kho công hội lập tức phong phú hơn không ít. Cộng thêm tài liệu hiếm có ở Tây Đại Lục, đám người ưu út Vi Tiếu cũng chế tạo ra từng lô vũ khí trang bị cấp 120, ở trên phương diện vũ khí trang bị cấp 120 là hoàn toàn vượt xa thế lực siêu cấp, trong nhất thời khiến linh vực nổi bật có 102 ở hơn 10 vương quốc và đế quốc xung quanh rất nhiều người chơi cao thủ thậm chí là đoàn mạo hiểm nổi danh đều gia nhập linh dực. Có điều cũng bởi vì chuyện này, một chuyện kinh người khác cũng được nổ ra. Thân phận chân chính của hội trưởng thần bí hắc viêm của linh dực. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến các thế lực lớn của thần vực đều chấn động, nhất là những thế lực siêu cấp đã tạo thành đồng minh với linh dực, như chiến hồn bất lạc, xích đế, thiên cơ cát, ai nấy đều không ngờ linh dực đúng là một công hội không hề có chỗ dựa và bối cảnh hoàn toàn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng do thạch phong một đường phát triển đến quy mô bây giờ cũng bởi vì chuyện này hành động của các thế lực lớn thần vực đối với linh dực cũng không còn cố kỵ gì nữa trong tối ngoài sáng đều bắt đầu nhằm vào thành viên nội bộ của linh dực đồng thời cũng bỏ ra một lượng lớn tài chính để cướp đoạt học viên của quán huấn luyện thiên đấu và hộ khách quán đối chiến thực tế ảo thậm chí còn đưa ra giá trên trời để lôi kéo thành viên hạch tâm của linh dực Khiến thành viên nội bộ và thành viên hạch tâm của linh vực lập tức vơi đi một đống. Hội trưởng, hôm nay lại có hơn 10 thành viên hạch tâm rời khỏi, đồng thời học viên quán huấn luyện bên Lôi Báo đại sư quản lý cũng bị học viên của mấy quán huấn luyện khiêu khích đối chiến, không ít người đều bị đã thương. Mà Lôi Báo đại sư cũng ở trên đường bị về nhà đường bị một vị cao thủ thần bí nửa bước tông sư khiêu chiến đánh cho trọng thương, nói nếu không rời khỏi linh vực thì sẽ còn có lần tiếp theo. Ngoài ra còn có đại biểu của mấy thế lực siêu cấp tới đây muốn nói chuyện với chúng ta, nói nếu để bọn họ góp cổ phần vào linh dực. Bọn họ có thể giải quyết được việc này. Lương tỉnh ở trong phòng nghỉ lấy ra tin tức hôm nay tập hợp lại giao cho Thạch Phong, bất đắc dĩ nói. Có điều quan trọng nhất vẫn là lô dược tề dinh dưỡng cấp S và thiết bị huấn luyện mô phỏng cao cấp nhất mà lúc trước ta âm thầm đặt hàng với giá cao, hiện tại bên kia nói là sẽ không bán cho chúng ta nữa, hơn nữa nhiệm vụ ủy thác của công hội hàng ngày cũng một người cũng không có, cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào giao dịch một lượng lớn kim tệ để duy trì vận chuyển của công hội hàng ngày. Ta hiểu rồi, trước mắt cứ lấy điểm tín dụng và kim tệ bên ngân dực thành để bổ khuyết đi. Thạch Phong gật đầu nói. Đúng rồi, người có thể tra được là thế lực siêu cấp nào phái cao thủ động thủ với lôi báo không? Ta đã thông qua thiên cơ các để tra xét, đối phương ẩn tàng rất sâu, có điều vẫn bị tra được, là đoàn mạo hiểm chiến huyết bên Long Tâm Đảo mời người làm lương tỉnh nói. Chiến huyết á? À? Thạch Phong lạnh lùng nói. Xem ra những thế lực siêu cấp này đúng là ai nấy đều cảm thấy linh dực ta dễ bắt nạt, thì sao tưởng ta không làm gì được bọn họ à? Hội trưởng, chiến huyết ở tiếp tận Long Tâm Đảo, đó không phải là sân nhà của chúng ta, hơn nữa đám thế lực siêu cấp như tinh hoàng cũng liên minh với chiến huyết, lại có cứ điểm cỡ trung chống đỡ, hiện tại chúng ta thủ bị Ngân Dực Thành và Thạch Lâm Thành đã giật gấu vá vai rồi, nếu phái rất nhiều cao thủ tới, sợ rằng. Lương Tĩnh vừa nghe vậy, vội vàng khuyên giải. Ta hiểu rồi, chuyện này một mình ta đi là đủ rồi. Thạch Phong bình thản nói một câu rồi trực tiếp ngồi vào trong hư nghĩ thực cảnh thương, lại đăng nhập vào nhập thần vực. Vực sâu không đáy, động quật vỡ nát. Trọng lực nơi này cách chỗ hắc ám ấu long lần trước xuất hiện đã rất rất gần rồi, nếu lại đào xuống, những hắc ám ấu long đó chắc sẽ nhận thấy khí tức sinh mệnh của ta. Sau khi Thạch Phong tiêu diệt một con ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, ánh mắt không khỏi hướng sang vực sâu không đáy ngoài vách đá. Trải qua chín ngày nỗ lực, hắn cuối cùng cũng coi như đã đạt tới nơi lần đầu tiên tiếp xúc đến hắc ám ấu long. Tuy hắc ám ấu long chỉ là đại lĩnh chủ bậc ba, nhưng là chủng tộc đỉnh phong của cự long nhất tộc, người chơi bậc ba đơn lẽ muốn đối kháng cơ bản là người si nói mộng, càng đừng nói là ba con hắc ám ấu long. Trước mắt phương thức tốt nhất để chuyển chức nghề nghiệp bậc 4 chính là thông qua kích sát ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, ổn định đề thăng truyền thừa chi lực đến trình độ 85%, sau đó thì mở ra truyền thừa bậc 4. Có điều theo hắn một đường mở vách đá, số lần xuất hiện của ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi cũng càng lúc càng ít, ngay vừa rồi hắn liên tục mở gần một tiếng, vất vả lắm mới xuất hiện được một con ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi. Có thể đoán được, nếu hắn muốn đào ra ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, sợ rằng ba con hắc ám ấu long trong vực sâu sẽ nhận thấy hắn, đến lúc đó sẽ cùng triển khai công kích đối với hắn. Quả nhiên chủ thần hệ thống sẽ không để người chơi chuyển chức dễ dàng như vậy, kết quả là vẫn phải có được một mảnh vỡ truyền thừa trong đó mới được sao? Thạch Phong nhìn điểm truyền thừa của mình, không khỏi thở dài một hơi. Với trình độ hiện tại của hắn, chỉ cần là mở ra kỹ năng bùng nổ, chắc có thể cấp tốc kích sát ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi trước mặt ba con hắc ám ấu long có điều trước mắt vẫn thiếu ba ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất là 85%, mà muốn trong thời gian bùng nổ có hạn tìm được ba con ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi. Khả năng là vô cùng thấp. Dẫu sao lúc trước hắn đánh vách đá gần một tiếng mới xuất hiện một con ngoại đạo thủ hộ khôi lỗi, sau đây một đường đi xuống bị hắc ám ấu long phát hiện tối đa cũng chỉ đào ra được một con, hai con còn lại muốn vừa đào vừa đối kháng hắc ám ấu long, bất kể nhìn thế nào cũng là chuyện không thể. Biện pháp duy nhất chính là có được một khối mảnh vỡ truyền thừa ở phía dưới. Truyền thừa chi lực trong mảnh vỡ truyền thừa là có nhiều có ít, ít thì khả năng chỉ có hơn 10 điểm, nhiều thì có thể đạt tới 3-40 điểm, với giá trị truyền thừa hiện tại của hắn, chỉ cần có được một khối là làm bước vào tiêu chuẩn thấp nhất 85%, mở ra truyền thừa bậc 4 của bản thân. Trong thần vực, tuy dùng tiêu chuẩn thấp nhất để mở ra truyền thừa bậc 4 sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với xác suất chuyển chức thành công của người chơi nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì truyền thừa chi lực này chỉ là mở ra truyền thừa bậc 4 của mình, truyền thừa chi lực càng nhiều thì truyền thừa bản thân có thể mở cũng lại càng nhiều, có điều có thể từ trong truyền thừa bậc 4 của bản thân có được bao nhiêu, cái này vẫn cần dựa vào bản thân người chơi, nếu không thu hoạch được gì. Như vậy chuyển chức bậc 4 cũng có nghĩa là thất bại. Đời trước có rất nhiều cao thủ bậc 3 chính bởi vì không có được gì từ trong truyền thừa bậc 4 của bản thân cho nên mới không thể chuyển chức thành nghề nghiệp bậc 4, chứ không phải là vì không thể thu thập được truyền thừa chi lực tiêu chuẩn thấp nhất mới không thể chuyển chức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao truyền thừa càng cường đại chuyển chức lại càng khó. Truyền thừa càng cường đại, truyền thừa bên trong lại càng khó học tập, như truyền thừa của cự nhân nhất tộc hoặc là tinh linh nhất tộc rất tối nghĩa khó hiểu, cho nên độ khó chuyển chức cũng lớn hơn, mà vũ khí trang bị cường lực người chơi thu hoạch cũng chỉ là tận hết khả năng đạt được nhiều truyền thừa chi lực hơn mở ra nhiều truyền thừa hơn cho người chơi học tập mà thôi. Dùng truyền thừa 85% để mở ra mà nói, kỳ thật đã tương đối đủ rồi, cũng không nhất định phải đạt tới 100% mới có thể chuyển chức bậc 4. Nhưng muốn lấy được mảnh vỡ truyền thừa phía dưới cũng không phải một chuyện đơn giản, dẫu sao phải đối mặt với ba con hắc ám ấu long, dưới thời gian bùng nổ có hạn, việc có thể làm được là vô cùng có hạn, nhất là ở phương diện thu hoạch mảnh vỡ truyền thừa nếu lúc này đổi thành người chơi không hiểu về mảnh vỡ truyền thừa, chỉ là điểm này có lẽ đã có thể trực tiếp lừa chết người chơi rồi. Bởi vì mảnh vỡ truyền thừa không phải có được thì có thể trực tiếp thu hoạch truyền thừa chi lực, còn cần thời gian tương đối để hấp thu truyền thừa chi lực bên trong mới được, nếu nửa đường rời khỏi quá xa hoặc là gián đoạn hấp thu, như vậy mảnh vỡ truyền thừa sẽ tự động tiêu tán. Mà thời gian hấp thụ truyền thừa chi lực là từ 10 phút đến hơn 20 phút, bình thường đều cần một hoàn cảnh tương đối an toàn mới được trước mắt rõ ràng là chuyện không thể, việc có thể làm chính là cường hành hấp thu truyền thừa chi lực, nhưng kỹ năng bùng nổ của hắn căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Không đúng. Cũng không phải không có cơ hội, nếu ta có thể ở dưới trạng thái bình thường kiên trì được thời gian tương đối, cũng không phải không thể có được truyền thừa chi lực. Thạch Phong suy nghĩ một lát, tính mạo hiểm thử một lần, dẫu sao hắn hiện tại cũng hơi khác với lúc trước khi tiến vào. Đó chính là nắm giữ thánh vệ bản đơn giản hóa, Tuy uy lực tuy không bằng thánh vệ chân chính, nhưng lực lượng tập trung ở đơn điểm lại hơn xa quan ảnh, chưa chắc đã không thể liều mạng với hắc ám ấu long. Lập tức Thạch Phong hít sâu một hơi, trực tiếp từ trong ba lô lấy ra phúc âm chi hoàng, trước tiên mở ra thế giới mini và quan huy chi hoàng, không định giữ lại gì cả. Hiện giờ nhiệm vụ chuyển chức đã làm đến một bước này, có thể nói bất kể thế nào cũng phải đối mặt với ba con hắc ám ấu long, hắn tất nhiên cũng không cần thiết phải lưu lại ác chủ bài. Thế giới mini và Quang Huy Chi Hoàng mở ra, ma lực của không gian xung quanh cũng bắt đầu hơi dâng lên, mà thuộc tính cơ bản của Thạch Phong đề thăng 5%, tuy hiệu kém hơn sử dụng ở ngoại giới không ít, nhưng có thể đề thăng chút nào hay chút nấy. Sau khi làm xong chuyện phúc âm Chi Hoàng, Thạch Phong cũng tung người nhảy vào vực sâu không đáy. Ngay tức khắc lại thấy Thạch Phong giống như một viên lưu tinh rơi xuống, áp lực gió cường đại thậm chí đã có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Thạch Phong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, liền nghe thấy xa xa đột nhiên truyền đến một trận long khiếu, ba con hắc ám ấu long giống như đoán được trước từ trong vực sâu bay ra, trực tiếp lao về phía Thạch Phong. Mắt thấy một con hắc ám ấu long xuất hiện ở trước người Thạch Phong, long trảo to lớn đột nhiên vỗ về phía Thạch Phong, uy năng không hề chịu một chút ảnh hưởng của thế giới mini, khiến không gian cũng bị xé ra từng lỗ hổng, trực tiếp lướt về phía Thạch Phong. Có thể thành công hay không chính là phải xem một kích này. Thạch Phong nhìn cự trảo vung đến cũng sớm đã chuẩn bị tốt, thâm nguyên giả trong tay chủ động nên đón. Trong nhất thời lại thấy thâm nguyên giả bốc cháy hỏa diễm trực tiếp chém vào long trảo to lớn. Ẩm. Uhm. Tiếng kim loại va chạm lập tức vang vọng toàn bộ vực sâu, tia lửa bắn ra chiếu sáng không trung, chỉ thấy long trảo to lớn xé rách không gian bị đánh văng quỷ tiếp công kích, trực tiếp hạ xuống vách đá, cào vách đá ra một khối to, trái lại bên thạch phong không hề bị thương, chỉ là vì trùng kích của va chạm khiến tốc độ hạ xuống nhanh hơn. Tốt! Có cơ hội rồi. Thạch Phong đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn hắc ám ấu long hơi bị đẩy lui, trong lòng vui mừng không xiết. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là không thể ngăn cản mục kích của hắc ám ấu long, dẫu sao hắn cũng không mở ra thiên long chi lực như lúc trước, dưới sự áp chế của vực sâu không đáy và hắc ám ấu long có ưu thế sân nhà, cho dù là có tháng tức của thánh long áp chế, chỉ sợ cũng cũng rất khó làm được cũng may thánh vệ bản đơn giản hóa đủ lợi hại hiện giờ dưới trạng thái bình thường cũng có thể đánh một trận với hắc ám ấu long việc phải làm tiếp theo chính là đơn giản hơn nhiều sau đó lại thấy thạch phong vừa ngăn cản công kích của ba con hắc ám ấu long vừa điên cuồng rơi xuống mắt thấy đi tới chỗ mảnh vỡ truyền thừa thạch phong cũng đột nhiên dùng ra tật phong lĩnh vực một ngự không phi hành cường hành bay về phía mảnh vỡ truyền thừa phá cho ta thạch phong nhìn vách đá chỗ mảnh vỡ truyền thừa không nói hai lời mở ra hắc ám chi lực khiến tất cả thuộc tính tăng gấp mấy lần, chém một kiếm vào vách đá. Thánh vệ Ngay tức khắc hỏa diễm ngập trời trực tiếp đốt vách đá ra một lỗ thủng bán kính đạt tới 20-30 mét thì không nói, một tượng đá vỡ vụn cao bằng một người cũng rơi vào trong lỗ thủng tỏa ra quan huy và thần uy khiến người ta khiếp đảm. Hệ thống, phát hiện mảnh vỡ truyền thừa, người chơi có hấp thu truyền thừa chi lực của mảnh vỡ đó không? Hấp thu, Thạch Phong không chút do dự nói. Theo Thạch Phong nói xong, tượng đá vỡ vụn cũng hiện ra từng thần văn năm màu, từ trong tượng đá chảy ra, ai nấy trên người Thạch Phong. Mẹ kiếp! Đây là rốt cuộc có bao nhiêu truyền thừa chi lực vậy? Thạch Phong nhìn cột đọc, cả người đều sững sờ. Thời gian hấp thu dẫn dắt tới 33 phút, so với tất cả thời gian hấp thu dẫn dắt hắn từng biết thì đều dài hơn, có thể nói là vượt xa tổng thời gian của tất cả kỹ năng bùng nổ của hắn. Có điều dẫn dắt đã bắt đầu, nếu bỏ dở nửa chừng, như vậy tất cả đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mà trong không trung ba con hắc ám ấu long cũng giống như đã phát hiện, nhao nhao dùng ra long tức về phía Thạch Phong. Đáng chết! Thạch Phong nhìn ba đạo long tức đã hoàn toàn phong tỏa động cuộc, sắc mặt hơi trầm xuống, theo bản năng thay thất diệu chi giới dùng ra tuyệt đối phòng ngự để đến ba đạo long tức. Sau ba đạo long tức đi qua, không gian của động quật cũng lớn hơn rất nhiều, Khiến Thạch Phong có không gian di động né tránh tương đối lớn. Trong nhất thời lại thấy thời gian từng chút trôi qua, Thạch Phong không ngừng liều mạng ngăn cản công kích của ba con hắc ám ấu long. 10 phút, 15 phút, 20 phút. Cho tới phút thứ 30, kỹ năng bùng nổ băng phô chi lực Thạch Phong dùng ra cuối cùng cũng triệt để tiêu tán, không gian vách đá chỗ mảnh vỡ truyền thừa cũng là một mảng hỗn độn, biến thành to bằng hơn nửa sân bóng. Đã không có kỹ năng bùng nổ chống đỡ, thạch phong chỉ có thể dựa vào thánh vệ bản đơn giản hóa để ngăn cản công kích của ba con hát ám ấu long sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt mặc dù thánh vệ bản đơn giản hóa trên tiêu hao tinh thần thì không bằng thánh vệ chân chính thậm chí còn không bằng quan ảnh bình thường nhưng cũng không chịu nổi số lần sử dụng quá nhiều lúc trước sau khi kỹ năng bùng nổ kết thúc hắn không ngay lập tức tiếp tục dùng ra kỹ năng bùng nổ mà là ở dưới trạng thái bình thường kháng một đoạn thời gian mới dùng ra kỹ năng bùng nổ lực giảm bớt sử dụng kỹ năng bùng nổ. Nhưng cho dù là vậy đối mặt với thế công điên cuồng của ba con hắc ám ấu long, vào phút thứ 30 vẫn dùng hết thủ đoạn bùng nổ cuối cùng, hiện tại chỉ có thể dựa vào trạng thái bình thường để chống đỡ. Nhân loại, ngươi chết chắc rồi. Dám bước vào cấm địa của hắc ám cự long chúng ta, ngươi đừng hồng còn có thể sống sót rời khỏi. Ngươi hiện tại đã không còn được bao nhiêu tinh thần và thể lực để tiếp tục kiên trì, mà cự long nhất tộc chúng ta lại có thể một mực chiến đấu tiếp. Con hắc ám ấu long cầm đầu nhìn thạch phong sắc mặt giống như tờ giấy trắng, đột nhiên mở miệng phát ra ngôn ngữ cổ xưa, ngôn ngữ này rõ ràng là nghe không hiểu, nhưng đại não lại có thể hiểu được ý tứ trong đó. Theo con hắc ám ấu long này nói xong, hai con hắc ám ấu long còn lại cũng bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu công kích, căn bản không cho thạch phong bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Một giây, hai giây, ba giây. Theo thời gian trôi qua, công kích của ba con hắc ám ấu long cũng càng lúc càng nhanh, khiến Thạch Phong không thể không dùng ra các loại thủ đoạn giữ mạng. Hắc ám lĩnh vực Lôi thần hàng lâm Thần ảnh bộ Hư không hộ thuẫn Từng kỹ năng ma pháp được dùng ra khiến ác chủ bài của Thạch Phong không ngừng giảm bớt, đồng thời sắc mặt cũng tái nhợt, đau đớn trong đại não lại khiến Thạch Phong có một loại cảm giác thân thể đã sắp không phải của mình. Thế là hết à? Thạch Phong cảm thấy tinh thần của bản thân đã đột phá cực hạn tiêu hao, lúc này quyền nắm giữ thân thể đã bắt đầu thoát ly, thậm chí ngay cả thánh vệ bản đơn giản hóa đều cũng không thể sử dụng nữa, hoàn toàn là dựa vào thân pháp để né tránh công kích của ba con hắc ám ấu long, mà thời gian duy trì của hư không hộ thuẫn đã không còn lại mấy. Chỉ cần thời gian duy trì của hư không hộ thuẫn kết thúc, hắn khẳng định sẽ bị ba con hắc ám ấu long đánh cho tới chết. Mắt thấy thời gian duy trì của hư không hộ thuẫn sắp kết thúc, Lập tức bên tai Thạch Phong vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở hệ thống. "Hệ thống, chúc mừng giá trị truyền thừa của người chơi đạt tới 102%, có mở ra truyền thừa bậc 40." "102%." Thạch Phong nghe thấy thanh âm lạnh như băng giống như máy móc này, cho dù là đại não đã sắp mất đi ý thức cũng không khỏi trở nên tỉnh táo và cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết ở trong toàn bộ thần vực vẫn chưa từng nghe qua nhiệm vụ chuyển chức bậc 4 của ai có thể có được giá trị truyền thừa vượt quá 100%, tối đa chính là 100%, có thể mở ra 100% tin tức truyền thừa của bản thân. Nhưng 102% là cái quỷ gì? Tin tức vượt quá truyền thừa bậc 4 của bản thân. Mà Thạch Phong cũng không dám nghĩ quá nhiều, hiện giờ truyền thừa chi lực đã đạt tiêu chuẩn, tất nhiên là chuyện tốt, lập tức ấn đồng ý mở ra truyền thừa bậc 4 của bản thân nhưng mà ngay khi thạch phong vừa ấn mở ra truyền thừa được một thoáng ba con hát ám ấu long cũng không có ý dừng công kích một cái lông trảo đen xì to bằng núi nhỏ đột nhiên vỗ xuống thạch phong đang né tránh trong không trung đáng chết ở truyền thừa chi địa cho dù là người chơi mở ra truyền thừa bậc bốn của bản thân cũng không có nghĩa là nhiệm vụ chuyển chức bậc bốn đã kết thúc chỉ có sau khi có được truyền thừa bậc bốn rời khỏi truyền thừa chi địa mới xem như là hoàn thành chuyển chức bậc bốn trên ý nghĩa chân chính nếu người chơi sau khi có được truyền thừa bậc 4 lại chết ở truyền thừa chi địa, cũng vẫn bị coi là nhiệm vụ thất bại, bị cường hành truyền tống ra khỏi truyền thừa chi địa, truyền thừa có được tất nhiên cũng không còn, phải bắt đầu đấu lại. Thạch Phong nhìn Long Trảo xuống căn bản đã không thể né tránh, đồng thời cũng không có tinh thần dư thừa để dùng ra thánh vệ bản đơn giản hóa, điều duy nhất có thể làm được chính là dơ ngang song kiếm để ngăn cản một kích này. Ầm. Uhm. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người thạch phong giống như đạn pháo bị đập xuống đất chỉ thấy mặt đất của vách đá cứng rắn vỡ vụn từng tấc nửa thân thể thạch phong đã ghim vào trong vách đá trùng kích mãnh liệt không chỉ khiến thạch phong cảm thấy hai tay run rẩy cả người cũng không nhịn được mà phun ra một nguồn máu tươi mà hư không hộ thuẫn bao phủ quanh người thạch phong cũng xuất hiện từng vết trạng cũng may có hư không hộ thuẫn có thể hấp thu thương tổn bằng không vừa rồi điểm sinh mệnh của ta ít nhất cũng sẽ mất đi một phần năm trở lên Thạch Phong nhìn hư không hộ thuẫn xuất hiện vết nứt, thầm cảm thấy may mắn. Hắc ám ấu long dưới tình huống có ưu thế hoàn cảnh sân nhà, cho dù hắn có thở dài của Thánh Long có thể áp chế hắc ám ấu long, trên lệch lực lượng của hai bên vẫn rất lớn, chỉ có mở ra kỹ năng bùng nổ mới có thể liều mạng. Có điều theo Thạch Phong đứng lên chuẩn bị ngăn cản một kích tiếp theo của hắc ám ấu long, thời gian duy trì của hư không hộ thuẫn cũng lặng lẽ về không, hư không hộ thuẫn bao phủ toàn thân trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số tinh quang tiêu tán mà tốc độ cộng thêm thạch phong có được cũng đột nhiên biến mất chỉ có thể dựa vào tốc độ bình thường để né tránh công kích của hắc ám ấu long nhân loại ngu xuẩn thủ đoạn cuối cùng của ngươi đã hết rồi cho dù hiện tại ngươi mở ra truyền thừa của bản thân cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này hắc ám ấu long cầm đầu nhìn thạch phong trong không trung không vội vã công kích ngược lại trong đồng tử màu vàng lộ ra một tia châm chọc quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng à. Đối với sự châm chọc và cười nhạo của hắc ám ấu long, Thạch Phong cũng không phản bác, chỉ lặng lặng nhìn ba con hắc ám ấu long trong không trung. Vốn kế hoạch của hắn là sau khi mở ra truyền thừa của bản thân, dựa vào thủ đoạn giữ mạng trước tiên trở lại trên vực sâu, giảm bớt sự áp chế của vực sâu không đáy đối với hắn, sau đó vừa bỏ chạy vừa học tập truyền thừa có được, nhưng hắn không ngờ hấp thu truyền thừa chi lực tốn thời gian như vậy, hoàn toàn dùng hết kỹ năng giữ mạng và bùng nổ của hắn. Thậm chí ngay cả trạng thái tinh thần của hắn cũng đạt tới cực hạn, có thể nói lúc này trực tiếp ngã xuống đất cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Mà tuy hắn thông qua đạt được truyền thừa chi lực mở ra truyền thừa bậc 4 của bản thân, nhưng dùng trạng thái như vậy vừa đối mặt với ba con hắc ám ấu long vừa học tập truyền thừa bậc 4, căn bản chính là người si nói mộng. Trong thần vực tuy truyền thừa bậc 4 là có khó có dễ, Bình thường truyền thừa càng lợi hại thì học tập lại càng khó, về phần truyền thừa như kiếm nhận thánh giả khó thế nào thì hắn không biết, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm đời trước. Sau khi mở ra truyền thừa bậc 4, người chơi chỉ có một tiếng ngắn ngủi để học tập thứ trong truyền thừa, chỉ cần có thể học được một, chính là có được truyền thừa bậc 4. Nhưng hắn đời trước mất một tiếng cũng không học được một cái nào từ trong truyền thừa bậc 4 cao cấp mà những cao thủ bậc bốn trong thần vực ai nấy cũng là khi thời gian sắp kết thúc mới có thể nắm giữ được một môn truyền thừa bậc bốn. Trong đó người giữ kỷ lục truyền thừa bậc bốn cũng mất tới gần nửa tiếng mới nắm giữ được một môn truyền thừa bậc bốn. Mà hắn có đức hạnh tài năng gì lại có thể ở dưới hoàn cảnh trọng lực cao này vừa chiến đấu với ba con hắc ám ấu long vừa học tập truyền thừa bậc bốn trong vòng nửa tiếng. Ngay khi Thạch Phong đang cười khổ trong lòng, bên tai cũng truyền đến từng đạo âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, Người chơi đã mở ra truyền thừa bậc 4, tổng cộng mở ra 4 tin tức truyền thừa, người chơi có thời gian 1 tiếng để học tập, chỉ cần học được một môn trong đó chính là trực tiếp tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 4. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.